khóa bị lỏng rồi nha anh em. Rồi rồi rồi. Tắt đi, tắt là biết rồi. Biết nó có cái nắp. Cho nổ máy xíu được. Máy xíu lên nè. Kỳ vậy? Nổ máy xíu lên. Máy cực kỳ luôn á anh em, dòm lốc nè. Dòm lốc nè, zin đó nha anh em, không có bắn đâu nha. 2001 nè anh em. Khép nể cái dàn ốc xi của nó hồi xưa à, công nhận luôn á, cũng sáng giờ luôn anh em, chân trống rồi còn đi đến chơi luôn. Xe này chung zin nguyên con luôn anh em, zin nguyên con luôn, da yên còn nè. Nè con cái bát thắng này nè, kỳ quái lắm nha anh em. Nè đầu bò nè, cái máy nổ rồi anh em thấy không, xe bây giờ có cửa nha nè. Dòng Argen hay lắm, cái phục trước nó có cái lò xo nhựa này. À trời ơi, cũng gãy bể hết rồi. Cái quýt nó hết biết dày nha anh em. Đó, cái máy này anh em nghe chưa? À, đùm nó có lỗ hơi nè. Ghi nó trơn quá nè, không có bắn dặm, cầm nó còn màu nè. Cầm nó còn màu luôn. Nào cái dàn áo nó yếu rồi anh em, giờ mình với đèn đồ nó bị vàng. Dàn áo nó yếu rồi, bẩn rồi, nó bị tép rồi. Em dán lại rồi cứng ngắt. Nè còn cục máy là giờ giờ mình em. Này bấm gãy chành vậy là bị chạy. Cái bô nè anh em, bô đẹp nè. Khít cái bô không? Nó vậy đó em mới mua đi chứ dễ vậy mua hơi khơi nha. Công nhận cái đàn vàng xi của nó nè anh em. Dòm nè. Hết biết chưa? Ốc nó nè. Nó sáng lộng luôn á. Cầm nó còn màu. Máy im lắm anh em ơi, chạy đầm. À, bông ngò nó chớp kìa trời. Hay là nếu bệnh ta bị mát ổ khóa này. Xe này về thay cái ổ đề bỏng mà bình thường nè, tại nó mát ổ á, về kiểm tra lại. Xe này vậy tóc có bẩn bỏ luôn, giờ cục máy cho nó phê được chơi hết biết cái cục máy này. Hai cái một những cái năm nó công nhận xe nó ra chiếc nào chiếc nấy chắc lắm anh em. Rồi chắc em cũng quay sơ sơ vậy anh em ha. Nó tóm lại là cái xe này á, là nó cái máy cục máy nó khủng lắm, nó yếu cái dàn áo rồi, dàn áo thì cút mình sau thì cũng còn được, yếu cho cái bẩn ha, cái bẩn với cái trước thôi, bẩn đầu đèn vậy thôi, zin nguyên con luôn, kể cả kính hậu nó cũng còn luôn nè, hậu zin luôn nè, còn đầy đủ hết. Anh em cần liên hệ với trường với hoặc sang em để phần mô tả nha anh em. Rồi xin chào.